Chào các bạn, hôm nay chúng ta học tiếng Nga cơ bản bài số 54 qua cửa khẩu nhập cảnh. Bài học này được rất nhiều các bạn đã yêu cầu nhiều lần nhưng mà tôi chưa có điều kiện để làm. Cửa khẩu nhập cảnh của Nga thông thường gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần kiểm tra hộ chiếu, hay là người ta còn gọi là Passport Control là cửa kiểm tra hộ chiếu. Thì ở đây là lính biên phòng sẽ ngồi để kiểm tra hộ chiếu của các bạn. Sau khi mà các bạn đã qua cái cửa kiểm tra hộ chiếu xong rồi thì lúc đó các bạn sẽ đến cửa thứ hai, tức là cửa kiểm tra hành lý, hay là còn gọi là Tamozhenny Control. Trước khi mà chúng ta đi đến được cửa kiểm tra hành lý thì đầu tiên chúng ta phải qua cửa kiểm tra hộ chiếu. Các bạn lưu ý, những bạn mà mới sang đi ra nước ngoài lần đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy ở trước cái cửa kiểm tra hộ chiếu có một cái vạch đỏ. Cái vạch đỏ đó là giới hạn biên giới chính thức của nước Nga. Nếu như chúng ta vô tình dẫm chân lên cái vạch đỏ đó thì coi như chúng ta đã vi phạm vào biên giới của một quốc gia khác. Và cái lỗi đó thì có thể là người ta có thể cho các bạn phạt tù, chẳng hạn, nói nôm na như vậy. Tất nhiên là ở cửa biên phòng thì thông thường người ta hay châm chước những cái sự lơ đễnh của hành khách. Nhưng mà tôi lưu ý các bạn là chúng ta không dẫm chân lên cái vạch đỏ đó trước khi có lời mời chúng ta bước qua nó. Đấy là một cái điều tối thiểu. Điều thứ hai là trước khi đến cửa kiểm tra hộ chiếu, các bạn cần cầm sẵn trên tay, một là hộ chiếu, mà các bạn phải tháo cái vỏ hộ chiếu ra. Có một số bạn thì dùng vỏ da để bọc cái hộ chiếu thì các bạn phải tháo cái vỏ ra, chỉ cầm nguyên hộ chiếu không thôi. Thứ hai là có thị thực. Thị thực có thể là thị thực các bạn dán vào trên trong hộ chiếu hoặc là thị thực rời. Cái thứ ba là nếu như các bạn nào có giấy mời thì các bạn cũng nên cầm sẵn ở trên tay. Nếu như các bạn đi du lịch thì các bạn sẽ có vé khứ hồi, thì lúc đó các bạn phải cặp thêm cả vé khứ hồi. Đó là những thứ mà người ta thường xuyên hỏi các bạn. Nếu như các bạn đi ra các nước khác nữa thì có thể người ta sẽ còn hỏi các bạn cả về bảo hiểm. Thì cái vấn đề này thì đối với bên Nga như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà nói chung là tôi nhắc nhở một số bạn trước khi đi đến cửa kiểm tra hộ chiếu thì chúng ta nên chuẩn bị những cái thủ tục đó. Điều thứ hai là các bạn cần phải bỏ mũ và bỏ kính, kể cả kính thuốc cũng như là kính râm. Đặc biệt là nếu các bạn đội các loại mũ Z hoặc là mũ lưới chai như người Việt Nam chúng ta hay đội, hoặc là có những người cao tuổi một chút thì người ta hay đội mũ phớt, thì tất cả mọi người đều phải bỏ mũ khi mà đi qua cửa kiểm tra hộ chiếu. Cái rất quan trọng là chúng ta không nên gây sự khó chịu cho những người làm việc ở đây. Nếu như chúng ta vẫn đội mũ và đeo kính thì lúc đó người ta sẽ yêu cầu chúng ta bỏ mũ, bỏ kính như chúng ta đã nhìn thấy ở trong cái clip vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem có những câu như thế nào. Tôi muốn nói với các bạn rằng là cửa kiểm tra biên phòng hay là cửa kiểm tra hộ chiếu và cửa kiểm tra hành lý là cửa kiểm tra hải quan thì có rất nhiều những người nước ngoài thường xuyên đi qua, cho nên là các nhân viên ở đây họ bắt buộc phải học thuộc lòng những cái câu mà họ chỉ được nói ở trong cái phạm vi đó, tức là những cái câu này là những câu tiêu chuẩn, họ không thể nói khác được. Cho nên chúng ta sẽ học những câu tiêu chuẩn đó và chúng ta sẽ hiểu được họ nói cái gì. Khi qua cửa biên phòng thì người ta sẽ hỏi hộ chiếu của bạn. Hộ chiếu tiếng Nga là Passport là hộ chiếu. Và cửa kiểm tra hộ chiếu, chúng ta như nhìn thấy ở trong cái ảnh này, chúng ta nhìn thấy đây, Passport Control là cửa kiểm tra hộ chiếu và có cả bằng tiếng Anh Passport Control. Tôi nhân thể nói luôn, và cái từ Tamozhnya là hải quan, đọc là Tamozhnya. Lui sâu một chút nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ này, Tamozhnya là hải quan, và cửa kiểm tra hải quan là Tamozhenny Control. Và cũng có thể là người ta không dùng ở đây control mà người ta sẽ nói là Dasmotr, trọng âm sẽ rơi vào đây, Tamozhenny Dasmotr. Vậy thì ở đây là những cái từ tối thiểu chúng ta phải biết để chúng ta định hướng. Ví dụ các bạn đi một mình hoặc là hai người, ba người thì chúng ta sẽ biết chỗ nào là cái chỗ mà chúng ta cần phải đi ra. Chúng ta đọc lại, Passport
là hộ chiếu passport ni control control đọc là control. Таможенный контроль. Таможенный досмотр. Досмотр. Đó là những từ tối thiểu chúng ta cần phải biết. Bây giờ chúng ta sẽ xem người ta có thể nói với chúng ta như thế nào. Người ta sẽ nói Ваш паспорт, пожалуйста. À, cho xem hộ chiếu của anh. Người ta nói ngắn gọn Ваш паспорт, пожалуйста. Người ta có nói câu gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ hiện lên cái câu này rất rõ. Passport. Đây là cái ngữ điệu chính của câu. Cho nên là người ta có thể nói đằng trước một cái động từ nào đó. Ví dụ như là Покажите ваш паспорт. Cho tôi xem hộ chiếu của anh chẳng hạn. Thì bao giờ cũng có cái từ ваш паспорт. Chúng ta hiểu ngay là người ta muốn hỏi hộ chiếu của chúng ta. Và có thể lịch sự người ta sẽ nói пожалуйста. Mà thậm chí là cũng có thể người ta sẽ không nói пожалуйста, người ta chỉ cần nói ваш паспорт là cho xem hộ chiếu của anh. Nếu chúng ta vẫn không hiểu thì người ta sẽ nói một câu thứ hai. Покажите ваш паспорт. Покажите ваш паспорт. Hãy cho tôi xem hộ chiếu của anh. Покажите ваш паспорт. Trong những trường hợp như thế thì chúng ta chỉ cần rút hộ chiếu ra và đưa cho họ xem, chúng ta không cần phải nói thêm một câu nào cả. Nếu như ai đó đội mũ thì người ta sẽ yêu cầu снимите шляпу, снимите шляпу. Và đôi khi người ta ra lấy tay người ta ra hiệu, người ta thất ở trên chiếc trán, có nghĩa là bỏ mũ ra. Снимите шляпу, снимите кепку, снимите шапку. Thế vậy thì tất cả những từ шляпа là cái mũ mà có vành rộng để che nắng này, кепка là cái mũ lưới chai, шапка là cái mũ len để chống rét, thì tất cả các bạn mà khi mà đang đội những cái loại mũ này trên đầu thì người ta sẽ yêu cầu снимите шляпу hoặc là снимите кепку, снимите шапку. À, tùy theo cái loại mũ mà người ta sẽ nói đúng cái tên của loại mũ đó. Nếu như bạn đeo kính, kể cả các loại kính thuốc, kính cận, thì người ta cũng nói снимите очки, снимите очки, là hãy bỏ kính ra. Khi người ta nói những cái việc đó thì chúng ta chỉ việc tuân thủ theo và chúng ta không cần phải nói thêm câu nào. À, các bạn nghe lại nhé. À, không có đến khi người ta nói những cái từ này chẳng hiểu gì cả chúng ta lại hoảng loạn. Chúng ta hãy bình tĩnh và chúng ta nghe lại nào. Ваш паспорт, пожалуйста. Покажите ваш паспорт. Снимите шляпу. Снимите кепку. Снимите шапку. Снимите очки. Очки là cái kính. Снимите очки. À, lúc đó, sau đó thì người ta có thể hỏi chúng ta. À, câu này sẽ hơi khó một chút nhưng đây là câu hỏi tiêu chuẩn. Cho nên người ta sẽ hỏi đúng như vậy. Какова цель вашего визита? Какова цель вашего визита? À, cái mục đích của chuyến đi của anh là gì? Какова цель? Chúng ta hãy nghe câu này. Какова? Nếu mà hỏi какова цель thì chúng ta hiểu ngay rồi, đúng không ạ? Bởi vì là ở đây thông thường người ta chỉ hỏi một cái câu này có là danh từ giống cái, người ta sẽ hỏi какова цель вашего визита? Вашего визита là mục đích chuyến đi của anh là gì? Chúng ta có thể trả lời, nếu mà ai khó nói chúng ta có thể trả lời ngắn gọn. Учёба. Учёба là đi học. Учёба. Nếu mà ai đi du lịch thì chúng ta sẽ nói туризм. Туризм. Зм. Туризм. Учёба. Туризм. À, lẽ dĩ nhiên là các bạn đi học theo diện đi học thì chúng ta có thể nói dài hơn một chút. Chúng ta có thể nói là я приехал hoặc là я приехала по учебной визе. По учебной визе. Tôi đi theo diện là theo cái thị thực để đi học. Я приехал là người đàn ông sẽ nói như vậy. À, con trai sẽ nói như vậy và con gái sẽ nói là я приехала по учебной визе. Или по учебной визе. Chúng ta cứ nói chậm rãi và rõ ràng. Какова цель вашего визита? Я приехала, я приехал по учебной визе.
по учебной визе. Người ta có thể hỏi, nếu như của bạn là visa rời thì bạn có thể hỏi где ваша виза? Где ваша виза? Hỏi lại где ваша виза? À, cái thị thực của bạn đâu? Và lúc đó chúng ta sẽ trả lời вот, пожалуйста. Lúc đó chúng ta cầm trong tay, chúng ta sẽ đưa ra вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Tiếp theo người ta có thể hỏi câu thứ hai. Câu thứ hai sẽ hỏi về địa điểm đến của bạn. Bạn sẽ đến nơi nào? Tôi sẽ bỏ cái ảnh đi cho nó khỏi vướng. À, câu thứ hai, và đây cũng là câu hỏi tiêu chuẩn, người ta sẽ hỏi đúng như thế này. Người ta sẽ hỏi là каков пункт вашего назначения? Каков пункт вашего назначения? À, làm thế nào để nghe được câu này? Chúng ta sẽ nghe được hai từ пункт và назначение. À, каков sẽ nói rất nhanh và вашего sẽ nói rất nhanh. Vậy thì chúng ta, quan trọng nhất chúng ta nghe được hai từ пункт và назначение. Каков пункт вашего назначения? Là cái điểm đến của anh là ở đâu? Là thành phố nào? Chúng ta có thể trả lời, à, nếu chúng ta đến Moscow, chúng ta sẽ trả lời город Москва. Город Москва. Hoặc là город Омск институт, à, trường đại học gì đó. Thì chúng ta sẽ nói tiếp theo ở đằng sau. À, lẽ dĩ nhiên các bạn đi học thì các bạn sẽ có tên của trường đại học và tên thành phố. Vậy thì các bạn sẽ nói rõ tên thành phố город Омск hoặc là институт gì gì đó thì chúng ta sẽ nói được. Sau khi chúng ta đã trả lời xong tất cả những câu này thì người ta sẽ nói thông thường về đối với về nguyên tắc, tức là theo gọi là thay cái barem giao tiếp của họ, thì họ sẽ phải nói là приятного пребывания, приятного пребывания. Và lúc đó họ sẽ trả hộ chiếu cho chúng ta để chúng ta đi tiếp sang cửa thứ hai. À, đến lúc này thì coi như là cái việc mà kiểm tra hộ chiếu của các bạn đã hoàn thành và các bạn sẽ chuẩn bị đồ để đi tiếp sang cửa thứ hai. Tôi xin nhắc các bạn rất là lưu ý, tại chỗ này các bạn rất là hay quên giấy tờ hộ chiếu và các loại vé máy bay ở trên bàn của các nhân viên kiểm tra hộ chiếu của các bạn. Cho nên là đến thời điểm này thì trước khi mà các bạn đi qua khỏi cái cửa kiểm tra hộ chiếu, các bạn hãy kiểm tra ở trong cái trong tay của mình là phải dứt khoát phải có hộ chiếu, có vé máy bay và có những cái thứ mà các bạn vừa rồi lấy ra để cho người ta xem. Các bạn hãy nhớ là các bạn cho người ta xem bao nhiêu thứ, ví dụ 4 thứ chẳng hạn, các bạn hãy đếm lại 1, 2, 3, 4. Sau đó thì các bạn mới cầm đến hành lý và đi qua cái cửa kiểm tra hộ chiếu này. Và quan trọng nhất là các bạn có thể quên cái gì cũng được, nhưng giấy tờ các bạn không thể quên. Tóm lại, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và qua đây thì tôi cũng muốn truyền đạt thêm kinh nghiệm cho các bạn để các bạn khi đi qua cửa kiểm tra nhập cảnh của Nga để làm sao cho nhanh chóng và thuận lợi. Chúc các bạn những chuyến đi thật là an toàn và vui vẻ. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ bài video trên tường Facebook của các bạn, viết câu hỏi cho tôi qua địa chỉ email hoangvideo37a@gmail.com và ghé thăm kênh của em bé Alisa Vui Nhộn bằng cách gõ từ khóa trong YouTube Alisa Diary. Chúc các bạn có cuộc sống bình yên, làm ăn thuận lợi và luôn thành công trong mọi công việc.